bóng ma từng ám ảnh dãy Trường Sơn. Bằng cách đưa lên trời những khẩu pháo tốc độ cao, có tốc độ bắn lên tới 6.000 phát một phút, những khẩu trọng pháo cơ nòng lên tới 105 ly. Đáng sợ là sức mạnh hỏa lực này có thể khống chế khu vực đánh phá hàng giờ đồng hồ. Nhưng đáng sợ hơn cả là màn đêm lại là đồng minh của bóng ma ấy. Thế nhưng bất kể đáng sợ ra sao, bóng ma ấy phải bị trừng trị. Đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh là một chủ đề không thể bỏ qua khi đề cập đến cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam. Con đường mòn này thực chất là một hệ thống giao thông vận tải với 5 tuyến dọc và 21 tuyến ngang, các mạng vòng tránh, liên hoàn, tổng chiều dài gấp 11 lần khoảng cách từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, vắt qua 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Phần lớn các đường nằm trên địa bàn rừng núi trùng điệp, hiểm trở, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đi qua các vùng của đồng bào dân tộc thiểu số, được ví như trận đồ bắt quái xuyên rừng rậm. Cái diện tích, cái phạm vi quản lý, phạm vi hoạt động của tuyến chi viện chiến lược 59 là nó rất là lớn. Nó diện tích của toàn bộ diện tích nó lên đến 140.000 km², lớn hơn diện tích của cái nước Anh bây giờ đấy. Trong suốt 16 năm kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn được vận hành dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã đảm bảo đưa đón, di chuyển trên 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, vận chuyển được hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa, vũ khí, mở rộng hệ thống đường lên tới hơn 18.000 km. Tổng số nhân lực phục vụ cho toàn tuyến lúc cao nhất đến 14 vạn người, cùng hàng chục nghìn xe máy, phương tiện kỹ thuật. Một cách hình tượng thì đường Trường Sơn, đường 559 chính là động mạch chủ của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong con mắt của các học giả Tây Phương, đường mòn Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với biểu tượng vĩ đại. Van Gate đã viết trong cuốn Đường mòn Hồ Chí Minh: con đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là một con đường tiếp tế, nó còn là biểu tượng của cả cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó là bàn tay bí mật chỉ đạo cuộc chiến tranh. Đây là người mẹ trong gia đình, giấu mặt đi để các con được tuyên dương. Jack Dupuis, nhà báo từng ở Việt Nam trong quân đội viễn chinh Pháp, cuốn sách Cuộc tấn công ngày Thiên Chúa từ trần đề cập: con đường ra tiền tuyến, con đường mòn dài hàng chục nghìn km, tạo thành mạng nhện thực sự, một công cụ duy nhất có tác dụng hậu cần rõ rệt trong lịch sử của ngành tiếp vận quân sự. Thành tích của Aniba với những con voi vượt qua dãy Alper, Napoleon Bonaparte cho chuyển trọng pháo của mình qua đèo Saint Berouac đã bị vượt quá xa, vì lần này do cả một dân tộc tiến hành. Do vai trò của tuyến và sự bố trí kéo dài trên vùng đất hẹp xuyên sâu vào hệ thống bố trí của Mỹ, tất nhiên phải nảy sinh cuộc chiến tranh ngăn chặn quyết liệt sống còn với tất cả những đặc tính của nó: tàn khốc, to lớn, triệt để, liên tục, bằng mọi thủ đoạn và phương tiện dựa trên nền kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hiện đại tiên tiến nhất thế giới. Bộ phòng và Tổng tư lệnh xác định nó không chỉ là cái lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ, mà nó còn là một hướng chiến trường. Nó là một cái căn cứ chiến lược của chiến trường bán luôn các gì mà luôn dương. Có thể nói rằng cái những hoạt động ngăn chặn cái công tác chi viện từ miền Bắc thì đã được các nhà chiến lược Mỹ, các nhà quân sự Mỹ và Mỹ, nhưng mà quan tài người chỉ huy là Mỹ, đã nhìn thấy ngay từ khi phong trào đồng khởi chúng ta. Dưới mặt đất, địch cố gắng giành quyền kiểm soát bằng hệ thống đồn bốt dày đặc dọc các trục đường then chốt như đường 9, đường 14, đường 23. Các cuộc càn quét được thực hiện với mật độ ngày càng dày, quy mô ban đầu vài tiểu đoàn, sau lên tới hàng chục tiểu đoàn. Lực lượng gián điệp, biệt kích Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ đạo tham gia của CIA cũng tích cực xâm nhập rừng già để tìm kiếm, phát hiện chỉ điểm, phá hoại các cơ sở hạ tầng xe cộ của ta. Tuy nhiên, đối phương vẫn không thể giành được quyền làm chủ mặt đất. Sự khó khăn này phần nào được thể hiện qua phát biểu của tướng Richard G. Stilwell, tư lệnh cơ quan viện trợ Mỹ ở Thái Lan. Với Kim Williamson của hãng thông tấn UPI tại Bangkok vào cuối năm 1967 rằng:
cần phải có lực lượng tương đương cấp quân đoàn của Mỹ tham gia trong 3 tháng mới cắt đứt được con đường mòn này, và phải gần nửa triệu quân, tương đương với số quân Mỹ đang tham chiến ở miền Nam Việt Nam lúc đó, thì mới có thể giữ được tình trạng chia cắt liên tục trên con đường. Trên bầu trời Trường Sơn, Washington có được ưu thế tuyệt đối về sức mạnh không quân, lại không bị ràng buộc bởi yếu tố chính trị quốc tế, có thể thỏa sức thử nghiệm triển khai bất cứ thủ đoạn đánh phá nào, không kể thời gian, quy mô, mức độ. Vì vậy, không quân trở thành lực lượng cốt yếu được đối phương sử dụng trong cuộc chiến ngăn chặn. Tướng Walter Kerwin từng tham gia trong Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, nhớ về cuộc chiến ngăn chặn từ trên không. Đường mòn Hồ Chí Minh đã từ lâu là điểm nóng của cuộc chiến. Trong một tháng, chúng tôi xuất phát hơn 8.000 lần. Đó là một khối lượng bom khổng lồ đổ xuống con đường chiến lược của Bắc Việt Nam. Được là cô cái AD-6 với lại T-18, nhưng mà sau này là F-4, F-105 là phần lực đấy. Sau này là loại máy bay hạng nặng, tức là B-52. Rồi thì bên ngày trinh sát thì NL-19, OV-10, suốt ngày là trinh sát, không nào ở trên trời nữa, là không có máy bay. Cái thời kỳ này ấy, thì chủ yếu vì ta vận tải ban đêm, cho nên nó dùng chủ yếu là dùng các cái máy bay phản lực như F-105, F-4 để đánh phá. Thế thì những cái trọng điểm đó là bỏ pháo sáng từ chập tối mà đến sáng, do để cho cái bọn phản lực và cái T-28 nó quan sát, đánh phá, ngăn chặn. Năm 1968 đánh dấu một bước ngoặt khác. Chiến dịch Sấm Rền hay chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất chính thức thất bại. Lyndon Johnson cùng bộ sậu đành nuốt lại ảo tưởng về việc có thể nhanh chóng có được chiến thắng bằng cách làm Hà Nội cúi đầu. Tuy nhiên, với việc hệ thống chỉ viện chiến lược quyết định kết quả của các cuộc chiến ở Nam Đông Dương, thì Washington dù muốn hay không cũng phải tăng cường hoạt động đánh phá. Lệnh ngừng ném bom của Johnson chỉ có hiệu lực từ vĩ tuyến 20 trở ra Bắc. Không lực Mỹ được dồn vào chiến trường Trường Sơn. Ta ghi nhận, mùa khô 1968-1969 địch huy động hơn 137.000 lượt máy bay chiến thuật, gấp 2,2 lần so với năm trước. Sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 là hơn 3.800 lần trước, gấp 5,2 lần năm trước. Các phi vụ ném bom tạo trọng điểm, đánh phá vào các cửa khẩu tuy vô cùng tàn khốc, nhưng chỉ hiệu quả cho các mục tiêu diện, mục tiêu cố định. Chúng gây ra ách tắc giao thông nặng, nhưng không đạt được hiệu quả trong việc tiêu diệt các xe vận tải, lực lượng trung tâm của tuyến chi viện chiến lược. Gần 1 triệu tấn vật chất và 40 vạn lượt người ra vào đã được những chiếc xe ô tô đưa đến các chiến trường Nam Đông Dương. Lượng vật chất vận chuyển bằng đường ô tô nhiều gấp 13 đến 15 lần vận tải sông, nhiều gấp 5 đến 6,5 lần vận tải đường ống. Tốc độ của các máy bay chiến đấu phản lực cao, trong khi địa hình rừng núi đã khiến việc đánh trúng những chiếc ô tô linh hoạt là việc rất khó khăn. Đặc biệt, các đoàn xe lại hoạt động chủ yếu về đêm, mà như giới chỉ huy không quân Mỹ nói, quân Bắc Việt có 12 giờ mỗi ngày để tự do hành động. Để giải quyết vấn đề nhức nhối này, Lầu Năm Góc đã huy động lực lượng hùng hậu cho hoạt động mang tên Seaslide. Trong đó, phân tích đánh giá máy bay vận tải cũ C-47 được lắp súng máy, gọi là máy bay vận tải vũ trang Gunship 1 AC-47. Các chuyên gia thiết kế và quân sự Mỹ đã thấy được đây là hướng phát triển tiềm năng vô cùng lớn. Dự án Gunship 2 AC-130A được mở ra, dựa trên khung cơ sở là máy bay C-130A. So với C-47, C-130A là loại vận tải cơ hiện đại, vượt trội về mọi thông số, quy trình vũ trang hóa AC-130A cũng được tiến hành phức tạp và tinh vi hơn nhiều. Kết hợp một khối lượng rất lớn cảm biến và kỹ thuật điện tử để biến màn đêm từ kẻ thù trở thành đồng minh cho không quân Mỹ. Với bộ đội Trường Sơn, C-130 không hề xa lạ. Thì C-130 chúng tôi ở trong Trường Sơn gọi là máy bay hạng nặng, thế thôi. Máy bay hạng nặng C-130. Thì lúc đó nhiệm vụ cơ bản, thì mình thấy như thế thì là nói là nhiệm vụ cơ bản.
Một là nó đi gạo phụ sản, nó đi sắm khe, nhưng mà trên cơ sở là nhìn ở dưới bằng ánh sáng của pháo sáng. Chúng nó thả phụ sản liên tục như thế này, trên đường Trường Sơn thì sáng rực suốt. Cuối năm 1967, sau hơn 200 công đoạn chuyển đổi lớn nhỏ, máy bay AC-130A đầu tiên đã được đưa sang miền Nam Việt Nam để thử nghiệm chiến đấu. Nó thể hiện hiệu quả gấp 3 lần máy bay AC-47. Gunship 2 là sự bứt phá hoàn toàn so với Gunship 1 về độ đa năng cũng như hiệu năng thực hiện nhiệm vụ. Nửa sau năm 1968, nguyên mẫu AC-130 được sử dụng thử nghiệm trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Kết quả ấn tượng được tiếp tục. Mỹ tuyên bố 749 mục tiêu các loại đã bị tiêu diệt. Quan trọng hơn, tính toán chi phí chỉ mất $5,000 cho mỗi mục tiêu, bằng 1/28 chi phí cho các vụ ném bom thông thường. Hiệu quả của hệ thống vũ khí mới đã thuyết phục nhiều chỉ huy quân sự Hoa Kỳ. Bộ trưởng Không quân, tiến sĩ Harold Brown, có ý định thay AC-130 bằng AC-119 cho chương trình Gunship 2. Ông ta nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các tướng lĩnh chiến trường. Tướng Mamier, tư lệnh tập đoàn Không quân số 7, lực lượng chủ chốt cho các vụ oanh tạc ở Việt Nam. Việc sử dụng máy bay C-130 trong vai trò máy bay vận tải vũ trang sẽ chỉ là một sự thay thế, nhưng mang chiều hướng thụt lùi hơn thay vì tiến bộ. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của tướng Ryan, tư lệnh Không quân Thái Bình Dương, tướng McConnell, tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ nhận xét thêm: "Tôi đã có những chi tiết đáng kể trong chủ đề này, kể cả trong nghiên cứu và các cuộc trò chuyện với những người sử dụng ở miền Nam Việt Nam. Trong quan điểm của tôi, Gunship 2 là chương trình có hiệu quả đột phá nhất mà chúng ta đã trải nghiệm trong hàng không chiến thuật. Tôi tin rằng chúng ta nên khai thác nó lâu dài đến khi chúng ta có thể." Và chính Bộ trưởng Không quân Harold Brown sau đó cũng thừa nhận, AC-130 Gunship 2 đi một chặng đường dài hướng tới việc cung cấp tiến bộ trong khả năng ngăn chặn trong ban đêm, trong mọi thời tiết, trong môi trường không gian có nguy cơ thấp đến trung bình. Hàng loạt AC-130 tiếp theo được ra đời. Đây chính là bước ngoặt cho cuộc chiến ngăn chặn trên tuyến vận tải chiến lược. Ngày 31 tháng 12 năm 1968, đơn vị quản lý và sử dụng chính thức AC-130A cho cuộc chiến trên tuyến chi viện chiến lược. Phi đoàn hoạt động đặc biệt số 16 được kích hoạt tại căn cứ không quân Ubon, Thái Lan. Đơn vị ngay lập tức tham gia vào cái gọi là mùa săn đầu tiên, chiến dịch Commando Hunt 1, tức chiến dịch ngăn chặn đường không mùa khô 1968-1969, huy động tới hàng ngàn máy bay các loại. Trong đó, AC-130 sẽ thực hiện một loạt 7 nhiệm vụ, nhưng ưu tiên cơ bản nhất là ngăn chặn ban đêm và trinh sát vũ trang để tiêu diệt các xe vận tải lưu thông trên các tuyến đường bộ, cũng như các con thuyền xuôi ngược dưới thủy đạo. Có lẽ vì nhiệm vụ đặc trưng và màu sơn đen toàn thân, những máy bay này được Không quân Hoa Kỳ đặt cho biệt danh là bóng ma, với biểu tượng đặc trưng được vẽ trên mỗi máy bay. Khu vực hoạt động là Steel Tiger ở phía nam vùng Cán Song, với các tuyến đường quan trọng chạy về nam từ hai vùng cửa khẩu đồi núi ở biên giới miền Bắc Việt Nam, Mù Dạ và Ban Krai. Thời gian trước, Mỹ đã tích cực thực hiện ngăn chặn những khu vực này, đặc biệt là với Steel Tiger. Những chiến dịch như có Tiger Hawk và Cricket Hat sử dụng hàng loạt các máy bay từ A-1 đến B-52, bay qua những con đường mòn, các nút trọng điểm giao thông. Những vũ khí mới, chiến thuật mới như đội Hunter Killer, họ ghi nhận được dấu hiệu của xe tải tăng từ 165% từ năm 1966 đến 1967 sang 1968 tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên, mùa khô 1968-1969 đã có những thay đổi theo hướng rất tiêu cực cho lực lượng vận tải cơ giới. Tổng kết từ phía Việt Nam ghi nhận, thiệt hại của lực lượng xe vận tải là 56,1%, tăng gần 28% so với mùa trước đó. Số hàng hóa tổn thất khoảng 13%. Chi viện cho chiến trường B chỉ đạt 67% kế hoạch. Tất nhiên đây là hậu quả của sự bùng nổ các hoạt động đánh phá gấp 3 lần năm trước, kết hợp với nhiều thủ đoạn, chiến thuật mới của kẻ địch. Nhưng đóng góp của AC-130 vào những con số này chắc chắn không hề nhỏ. Những báo cáo kết quả từ đơn vị được phía Mỹ giải mật cho biết, với 4 máy bay và tổ bay còn thiếu kinh nghiệm,
thực hiện 2-3 phi vụ mỗi ngày, chỉ chiếm 4% số phi vụ, nhưng đã đóng góp tới 29% thiệt hại cho lực lượng vận tải của ta. Đặc biệt trong tháng 4, số lần xuất kích của phi đoàn 16 chỉ chiếm 3,7%, nhưng số lượt xe tải bị tổn thương lên đến 44%, tức 593 lượt. Hiệu suất cao vượt trội khi so sánh với các máy bay phản lực ném bom. Sự nguy hiểm của AC-130, như nhận định trước đó của tướng Ryan, đến từ tốc độ, tăng khả năng phản ứng, giảm đe dọa từ hỏa lực đối phương, cảm biến, phát hiện chỉ dẫn chính xác cho tấn công, tăng cường trọng tải, giúp mang theo khối lượng cảm biến, hỏa lực lớn và cả vỏ giáp. 4 khẩu pháo 20 ly, 6 nòng sẽ không thể phát huy nếu không có sự kết hợp với hàng chục hệ thống khác nhau, phục vụ cho các chức năng, xác định mục tiêu, dẫn đường, điều khiển hỏa lực, tác chiến điện tử, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cùng các chức năng đặc biệt khác, xét riêng những bộ phận quan trọng cho việc tấn công các xe tải. Radar bắt tín hiệu hồng ngoại hướng mũi, cung cấp khả năng quan sát ngày, đêm dưới mọi điều kiện ánh sáng. AC-130 cũng được trang bị radar APQ-133, có thể phát hiện, thu nhận và theo dấu tín hiệu sóng băng X phát ra từ các trạm di động của quân đồng minh dưới mặt đất. Thiết bị quan sát đêm AN-AVG-2 là thiết bị khuếch đại ánh sáng hình ảnh tĩnh 4 vạn lần bằng điện tử để quan sát các mục tiêu mặt đất trong đêm tối. Máy tính analog AN-AVG-13 nhận dữ liệu vào từ các cảm biến, tích hợp chúng lại để cho ra một đường ngắm đến điểm được chỉ định. Nó tính toán thay đổi các tham số sao cho phù hợp với điều kiện bay, sức gió, tốc độ, độ cao. Nhờ vậy, các cuộc tấn công có thể gây thiệt hại cho 53% số mục tiêu bị phát hiện. Sau này, bóng ma AC-130 thường xuyên kết hợp từ 1-3 con ma khác là F-4 Phantom để nhận được sự bảo vệ trước các cuộc tấn công từ mặt đất. Nhưng phần lớn thời gian chúng sử dụng các cảm biến điện tử của bản thân cũng như thông tin thu thập được từ hệ thống thông tin tình báo trinh sát để sục sạo, tìm kiếm và xác định con mồi trên các tuyến giao thông. Nhiều kiểu quỹ đạo tìm kiếm sẽ được sử dụng. Khi nhận được tín hiệu, máy bay sẽ tiến tới khu vực, bay theo quỹ đạo vòng tròn, quanh mục tiêu. Thời gian đầu, AC-130 chỉ bay cách mặt đất khoảng 1.500m, với hàng trăm nghìn viên đạn sẽ được bắn xối xả trong vòng vài phút. Thế đi ra được đến khoảng 300-400m thì vào giữa được trọng điểm, gần được trọng điểm, rồi vào giữa trọng điểm. Thế thì tôi thấy đấy, bụi đất ở trước mù mịt, và hai bên tôi là địa đại 20 ly, bắn xanh nhẹt. Thế thì cậu lái xe, cậu bảo, nó đánh vô thủ nhấm ơi. Thế tôi bảo cậu lái xe, cậu theo dõi, cứ phải chạy, không thể dừng lại được, dừng đây là chết đấy. Rồi bảo được, thủ nhấm đi, em theo dõi. Xem đánh bên nào, nó quay bên nào, đánh bên nào thì em nói. Thế tôi thế tôi chạy. Chạy được khoảng 500-600m, 400-500m nữa thôi, chứ không nhiều. Thì hai cái lốp trước của tôi, của xe tôi, nó xẹp hết. Không thể nào mà cái xe zin do 57 mà đã lộp, đã xẹp lốp rồi. Đúng là không thể nào đánh được tay lái. Dù xe không cũng không đánh. Thế là cứ thế tôi đi, cứ thế tôi thúc ga cho xe chạy, xe đổ. Thế thì nó chui vào giữa đường. Chui vào giữa đường để tôi nhảy xuống. Với dự trữ hành trình tuyệt vời, khu vực tuần tra của AC-130 rất rộng, tính bằng đơn vị hàng trăm cây số vuông. Chỉ cần vài chiếc đã có thể khống chế không phận của cả vùng vận tải cơ giới bên Lào. Nếu sau hơn 3 tiếng máy bay vẫn còn đạn, nó sẽ xả hết vào những nơi nghi ngờ là cất giấu xe tải hoặc hàng hóa. Máy bay sẽ trở về căn cứ sau hơn 4 tiếng bay liên tục thực hiện nhiệm vụ. Khi thời gian thực hiện nhiệm vụ đã hết, các máy bay AC-130 khác sẽ xuất phát gối tiếp vào khu vực hoạt động của chiếc trước. Điều tương tự diễn ra cùng lúc ở nhiều khu vực khác, các phi vụ kéo dài cho tới rạng sáng. Sang tới chiến dịch ngăn chặn mùa thứ hai hay Commando Hunt 3, từ tháng 11 năm 1969 đến tháng 4 năm 1970, bóng ma ngày càng trở nên nguy hiểm. Trên chiến trường xuất hiện một loại AC-130 có cấu hình mới mang tên Surprise Package, vượt trội so với thế hệ đầu. Về thiết bị điện tử, xuất hiện thêm một cảm biến đặc biệt lợi hại của Hải quân là Breakground AN-ASD-5, phát hiện xung điện tử được phát ra khi động cơ xăng của xe làm việc. Nó rất nhạy, có thể phát hiện sớm
chính xác trong môi trường nhiều vật chắn cản. Khi mà các cảm biến khác chưa thể thu nhận được tín hiệu, đóng vai trò chủ yếu là phát hiện mục tiêu từ xa. Máy tính điều khiển hỏa lực được nâng cấp từ hệ thống analog lên hệ điện tử với năng lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Để phối hợp tốt hơn với các tiêm kích hộ tống, gói Surprise Package có thiết bị chỉ thị laser thuộc hệ thống Payway 1 để phối hợp chỉ dẫn cho F4 ném bom dẫn đường chính xác. Một bộ dẫn đường quán tính lưu trữ tọa độ các mục tiêu để chia sẻ cho máy bay hộ tống. Về hỏa lực, trong gói nâng cấp Surprise Package, 2 trong 4 khẩu pháo 20mm được thay bằng pháo Beaufort 40mm. Sự phức tạp của các hệ thống trên máy bay đòi hỏi tổ bay phải nâng lên con số 14 người, trong khi những tổ lái của pháo đài bay B-52 trong thời gian này cũng chỉ có 6 người. Với các máy bay AC-130A khác, số lượng của chúng đã tăng lên 6 chiếc, gấp rưỡi so với khởi đầu của mùa săn đầu tiên. Biểu đồ thể hiện số lượt nhiệm vụ mỗi ngày của lực lượng AC-130. Từ tháng 1 năm 1969 đến tháng 3 năm 1970, có thể thấy khi mới xuất hiện, AC-130 dần nâng hiệu suất hoạt động từ 2 nhiệm vụ mỗi ngày lên mức tối đa gần 4 nhiệm vụ mỗi ngày. Giai đoạn mùa mưa, phản ứng với nhiệt độ vận tải xuống thấp và phải quay trở về Mỹ để sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, nên AC-130 cũng giảm mạnh hoạt động. Đến mùa săn thứ 2, AC-130 trở lại với lực lượng tăng cường, số phi vụ nâng lên tới gần 8 nhiệm vụ mỗi ngày. Tính toàn bộ chiến dịch Commando Hunt 3, AC-130 chiếm 4,46% số phi vụ đánh ô tô, tương đương 703 vụ, nhưng đóng góp tới 34,4% số thiệt hại của vận tải cơ giới, tương đương 3.384 lượt xe bị tổn hại, tính cả các xe bị phá hủy. Đáng chú ý, máy bay mang cấu hình mạnh nhất, gói Surprise Package, cho thấy hiệu quả cao gấp 1,7 lần so với loại AC-130A và gấp 11,8 lần so với mức trung bình của các máy bay chiến thuật trong thành tích tiêu diệt xe tải trong một nhiệm vụ. Trong chiến dịch Commander Hunt 3, nó đã tấn công hiệu quả vào 822 lượt xe tải. Tân Bộ trưởng Không quân Robert Seaman đã báo cáo lên Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird về vấn đề cần ngay lập tức nâng cấp các máy bay AC-130A lên chuẩn Surprise Package. Bóng Ma cũng chính thức có được danh hiệu hệ thống vũ khí hiệu quả nhất được sử dụng trong Commando Hunt 3 để tiêu diệt các xe tải. Phía Việt Nam ghi nhận, trong mùa khô 1967-1970, thiệt hại xe vận tải là 52%, tương đương 1.364 xe. Hàng hóa bị tiêu hủy tới 11.176 tấn, chiếm 12,33%. Tướng George Brown, tân tư lệnh của Tập đoàn Không quân số 7 tuyên bố, với thành công của Commando Hunt, buộc đối phương phải huy động toàn bộ lượng xe dự bị của mình vào trạng thái hoạt động. Có thể nói cái AC-50 nó gây cho mình rất là khó khăn. Vì nó thấy vì cái đội hình của mình đi 100 xe, mà đi 100 xe thì nó phải kéo đến là mấy cái số. Chứ có phải là đổ vài ba xe thì như thế này đâu. Thế nó bắn đâu mà không vào. Thì thấy đấy chứ nó thấy rõ một này chứ nó đánh. Cho nên lúc đó nó là cái thương vong rất nhiều, xe chạy rất nhiều, mà xe bị thương rất nhiều. Sau mùa khô 1970-1971, song song với chiến dịch ngăn chặn từ trên không, Commando Hunt 5, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc đại hành quân Lam Sơn 719. Mục đích trước mắt là kiểm soát khu vực đường 9 trên thực địa, chặt đứt tuyến chi viện chiến lược. Xa hơn, đợt huy động này là một bước đánh giá chiến đấu quan trọng cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Các máy bay của mùa săn trước đã được cải tiến tiếp cận với gói Surprise Package với pháo 40mm và hệ thống cảm biến điện tử mới. Mỹ còn tăng gấp đôi số máy bay lên con số 12 với ngân sách cho chương trình tăng cường này lên tới 46,6 triệu đô la Mỹ. Loại đạn 40mm mới có khả năng gây cháy nổ cao từ 4 đến 5 lần đạn tiêu chuẩn cũng được đưa vào chiến đấu. Như vậy, chiến dịch mùa khô 1970-1971 chứng kiến sự bùng nổ của lực lượng Bóng Ma. Chúng đã khác xa mùa săn đầu tiên về cả chất và lượng. Trong toàn bộ chiến dịch Commando Hunt 5, chúng chiếm 9,26% số phi vụ đánh xe tải, tương đương 1.311 lượt xuất kích, và 60,9% số xe bị hại, tương đương 12.741 lượt xe, gấp 3,76 lần so với chính các Bóng Ma của mùa Commando Hunt 3 và 8,2 lần so với mùa đầu tiên.
Lực lượng này cũng hỗ trợ tích cực trong chiến dịch Lam Sơn 719. Sức mạnh của các cảm biến và vũ khí mới làm số xe bị thương tổn trên mỗi phi vụ tăng gấp đôi lên 9,7 xe mỗi phi vụ. Trong khi các tiêm kích, cường kích lúc này chỉ đạt tỷ lệ phá hoại cao nhất là 0,49 xe trong mỗi phi vụ. Loại máy bay vận tải vũ trang khác là AC-119K Gunship 3 cũng chỉ đạt tỷ lệ 4,3 xe mỗi phi vụ, thua kém cả những chiếc AC-130A đầu tiên. Phía Việt Nam ghi nhận, hết năm 1970, tổn thất xe vận tải tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 1968. Mùa khô 1970-1971, Bộ đội Trường Sơn mất tổng cộng 2.120 xe, tăng hơn 155% so với mùa trước. Xác định trong đó từ 25-60% số vụ là do AC-130 phá hủy. Con số hàng hóa mất mát cũng tăng lên 12.100 tấn. Khối lượng vận chuyển cho các chiến trường B1, B2, B3 chỉ đạt từ 50-56% kế hoạch. Viết về giai đoạn này, lịch sử đoàn 559 có ghi: số xe bị cháy tăng vọt, số lái xe thương vong ngày càng nhiều. Đặc biệt ở Bắc đường 9, không một đoàn xe nào không bị chúng phát hiện và tấn công. Khó khăn nhất là đối phó với AC-130 và gây ách tắc trên toàn tuyến vận chuyển. Thủ đoạn sử dụng AC-130 đạt hiệu quả cao trong việc đồng thời tiêu diệt 3 mục tiêu: người, xe và hàng. Nguy hiểm hơn, nó tác động đến tâm lý người lái xe, đặc biệt những xe chở hàng dễ cháy nổ như xăng dầu, thuốc nổ, dẫn đến nguy cơ thủ tiêu sâu sức chiến đấu. Phải nói là tư tưởng bộ đội lúc bây giờ là cũng hoang mang. Nhiều anh em là sau khi nó đánh, phát hiện được nó phát hiện nó đánh rồi cái thì là chạy được vào chỗ chú là coi như là dừng lại luôn, không dám nghỉ được. Cho nên đừng là nó tổn thất, chạy không được, tổn thất lắm. Lúc đầu thì cũng chỉ biết thế thôi, anh em hoang mang. Bóng ma từng ám ảnh dãy Trường Sơn. Bằng cách đưa lên trời những khẩu pháo tốc độ cao, có tốc độ bắn lên tới 6.000 phát một phút, những khẩu trọng pháo cỡ nòng lên tới 105 ly. Đáng sợ là sức mạnh hỏa lực này có thể khống chế khu vực đánh phá hàng giờ đồng hồ. Nhưng đáng sợ hơn cả là màn đêm lại là đồng minh của bóng ma ấy. Thế nhưng bất kể đáng sợ ra sao, bóng ma ấy phải bị trừng trị. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là tuyến chi viện chiến lược chủ yếu và cơ bản của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam cũng như các chiến trường bạn ở Nam Đông Dương. Vì vậy, trên toàn khu vực đường mòn rộng 140.000 cây số vuông đã chứng kiến các cuộc chiến tranh ngăn chặn khốc liệt và liên tục do Mỹ và quân đội tay sai tiến hành để săn tìm và tiêu diệt các xe ô tô vận tải hoạt động về đêm. Từ mùa khô 1968-1969, không quân Mỹ đã tung vào một quân bài đặc biệt: máy bay vận tải vũ trang AC-130 Gunship 2, biệt danh Bóng Ma. Thoạt nhìn, tưởng chừng đây là một thiết kế đơn giản, thậm chí có phần chắp vá. Nhưng thực chất, máy bay AC-130 là một hệ thống vũ khí có sự kết hợp tinh vi của nhiều công nghệ đặc biệt của không quân, lục quân, thậm chí có sự đóng góp của cả Hải quân Hoa Kỳ, thể hiện sự thích ứng cao với từng điều kiện chiến tranh riêng biệt đến từ nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Đề cập vấn đề đối phó với máy bay AC-130, trong cuốn hồi ký mang tên Đường Xuyên Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên tư lệnh tuyến đường 559 đã viết: từ mùa khô 1970-1971, địch thay đổi thủ đoạn, chuyển từ phá cầu đường sang đánh tiêu diệt sinh lực của ta, chủ yếu là bắn xe, trận địa phòng không, kho tàng. Đối tượng nguy hiểm nhất của tuyến vận tải lúc này là máy bay AC-130. Theo những tài liệu giải mật của Tập đoàn Không quân số 7, Phi đoàn đặc biệt số 16, đơn vị chuyên trách cho hoạt động của toàn bộ máy bay AC-130 phục vụ tại các chiến trường Đông Dương, bóng ma này đã chính thức tham gia các hoạt động ngăn chặn bằng không quân từ mùa khô 1968-1969 và lập tức
tạo ra sự phá hoại đáng kể lên các đơn vị vận tải cơ giới của ta. Tuy nhiên, phải tới khoảng năm 1970, đối tượng nguy hiểm này mới bắt đầu được nghiên cứu, đối phó. Tại sao lại có sự chậm trễ này? Xét về mặt khách quan, chiêu bài sử dụng bóng ma có được một yếu tố tối quan trọng trong binh trận, đó là sự bất ngờ. Hãy so sánh với cách mà siêu pháo đài bay B-52 xuất hiện. Cả thế giới đã biết đến vũ khí tấn công chiến lược này một thập kỷ trước khi quân đội Mỹ đặt chân đến Việt Nam. Mưu đồ sử dụng vũ khí tối tân này, cũng như nỗ lực cuối cùng của Mỹ nhằm cứu vớt cuộc chiến, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo hơn 4 năm vào mùa xuân năm 1968. Sớm muộn, đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném bom Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Nhờ nhận diện sớm được vũ khí và thủ đoạn của địch, Bộ đội Phòng không Không quân đã có thời gian chuẩn bị cần thiết để hạ gục uy danh siêu pháo đài bay của không lực Hoa Kỳ trong trận Điện Biên Phủ trên không vào tháng 12 năm 1972. Ngược lại, AC-130 là sự phát triển khái niệm máy bay vận tải tới máy bay vận tải vũ trang, ra đời từ nhu cầu ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Đây là vũ khí hoàn toàn mới, không được quảng bá rầm rộ. Hoạt động của bóng ma AC-130 bây giờ cũng chỉ có trong lời thì thầm của các tướng lĩnh Lầu Năm Góc. Sự tồn tại của máy bay AC-130 với khối lượng lớn các hệ thống điện tử tinh vi tiên tiến để tạo ra khả năng đặc biệt của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của đa số mọi người lúc bấy giờ. Lúc bây giờ gọi là cái đó là chúng tôi không hiểu được cái này đâu. Vì lúc quá hiện đại mình không biết được. Nhưng thực tế cái máy bây giờ thì quá dễ dàng, nhưng lúc bây giờ mà máy bay mà nó trừ được tốc độ nó bắn thì là không có. Để có một so sánh, trong thời hiện tại, nhiều người có thể mua được camera ảnh nhiệt, thiết bị laser chỉ bằng vài cái nhấp chuột mà không cần bước ra khỏi cửa. Nhưng gần 50 năm trước, ở nhiều nơi, chiếc đài bán dẫn đã là thứ sản phẩm điện tử cao cấp và xa xỉ. Các phi vụ của bóng ma đều diễn ra vào ban đêm, trùng với thời gian máy bay vận tải C-130 đi thả pháo sáng. Việc phân biệt mẫu cơ sở C-130 và biến thể AC-130 qua ngoại hình không hề dễ dàng, nhất là khi quan sát từ xa trong điều kiện thiếu ánh sáng. Với những chiếc AC-130A đầu tiên, vũ khí chính của chúng là pháo 6 nòng 20mm và súng máy 7,62mm, từng trang bị trên các máy bay cường kích khác. Dù là thủ phạm của hàng loạt vụ đánh phá dọc đường Trường Sơn, nhưng AC-130 không để lại dấu vết đáng kể. Nếu quan sát được, các phi vụ của AC-130 dễ được hiểu là cuộc tấn công của pháo 20mm lắp trên các máy bay vận tải C-130. Từ năm 1970, sau khi được nâng cấp lên chuẩn Supply Package, các máy bay AC-130 dần được trang bị pháo 40mm khi khai hỏa sẽ phát ra âm thanh đặc trưng. Cũng trong thời gian này, lực lượng của phi đoàn số 16 đã được tăng cường mạnh, hoạt động ngày càng hung hăng, táo bạo. Chỉ tính riêng trong tháng 2 và tháng 3 năm 1979, ta ghi nhận chúng đã bắn hơn 41.000 loạt đạn 40mm, số xe thiệt hại của ta tăng vọt. Tới lúc này, không có một chiếc áo choàng đen nào có thể che đậy được sự hiện diện của bóng ma nữa. Chúng đã được liệt là kẻ thù hàng đầu của vận tải cơ giới Trường Sơn. Bàn về sự chậm trễ khi phát hiện sự hoạt động của AC-130, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã chỉ ra do chủ quan, thậm chí say sưa với chiến thắng, chậm nắm bắt, nghiên cứu thủ đoạn đánh phá cũng như khí tài mới của địch. Nên khi xe bị bắn cháy, lái xe thương vong ngày càng nhiều, đã có một số cán bộ lái xe không khỏi hoang mang, lo lắng. Theo báo cáo của một vài binh trạm, cá biệt có lái xe thoái thác chở vũ khí, đạn, xăng dầu. Đây là hiện tượng không bình thường, chưa có tiền lệ đối với binh chủng vận tải Trường Sơn. Lúc này, ở cơ sở, các đơn vị chưa có cách đối phó hiệu quả. Các kỹ chiến thuật vốn sử dụng để đối phó máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đã không hoặc rất ít phát huy được tác dụng. Tôi và anh em chiến sĩ chúng tôi cũng bắt đầu lung túng. Vì không hiểu, mình chạy như thế, đi thì không đèn, đường thì đường kín, mà nó vẫn đánh thúc. Thế hoặc là khi phát hiện được xe tăng quân thì không chạy trên, không ở trên đường xe, không ở trên đường chính nữa, mà chạy vào các cái đường xương cá mà do anh em công binh ta chuẩn bị. Thế nhưng vào đấy mà không còn, lúc bây giờ cũng còn đèn thôi, máy thì nổ thì tắt rồi. Ngay trong Bộ Tư lệnh Đoàn 559 cũng có sự đánh giá khác nhau. Theo Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, đa phần cho rằng AC-130
phát hiện được xe trong đêm tối, xác suất đánh trúng mục tiêu rất cao. Nhưng cũng có ý kiến cho là nó cũng chỉ đánh như trước, lái xe sợ đạn 40 ly bắn dài và rát quá, bỏ chạy nên xe bị bắn cháy. Không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng tranh cãi, Bộ Tư lệnh quyết định tổ chức một đợt đi thực tế để có cơ sở nghiên cứu và kết luận chính xác. Thế là anh Nguyễn bảo bây giờ phải đi kiểm tra lại xem cái thứ nó như thế nào. Thì không có lẽ anh em mình chỗ nào cùng thiếu dung cảm. Thiếu dung cảm nó thiếu một ít, thế nó chỗ nào thiếu dung cảm cả đấy. Thì sao mà đánh giá như thế là thế nào? Các nhóm cán bộ khảo sát trực tiếp đi với đội hình xe hoặc tới trận địa phòng không để điều tra, kết hợp với thông tin từ anh em chiến sĩ đã giúp có những nhận diện ban đầu hết sức quan trọng. Đi trên đường nghiên cứu thì một là cảm thấy rằng nó thấy mình rõ ràng, tức là bên đêm nó vẫn thấy. Cái thứ hai là trang bị là pháo 40 ly thì nó ung chỗ này đến chỗ đấy, nó ung một phát nó sát thương rất, với một cái diện rất rộng. Một xe cháy thì là rành rồi, nhưng mà các cái xe khác ở xa cũng bị thì anh thì là thùng lốp này, anh thì bị thùng kết nước này, anh thì bị mất điện này. Tuy nó to nhưng mà nó bay cao, thế trên pháo ta 37 lý là bắn không đến. Từ quá trình tìm hiểu kỹ càng, Bộ Tư lệnh Trường Sơn kết luận AC-130 là đối tượng cực kỳ nguy hiểm đối với xe vận tải hoạt động ban đêm. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng phương pháp đối phó hiệu quả với thủ đoạn kỹ thuật có giá trị chiến lược của địch. Việc tuy khẩn trương nhưng không thể hành động vội vàng, dẫn tới thiếu chính xác. Nguyên tắc kinh điển của binh pháp: biết địch, biết ta. Khi đã có được những nhận thức ban đầu về đối phương thì bước tiếp theo là đánh giá đúng về ưu, nhược điểm của cả địch lẫn ta. Bên cạnh ưu điểm, AC-130 cũng bộc lộ những điểm yếu không thể khắc phục. Phát triển từ thiết kế của máy bay vận tải nên AC-130 có kích thước kềnh càng, tốc độ bay chậm, dễ quan sát trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Do vậy, loại máy bay này không dám hoạt động ban ngày. Để phát hiện và tấn công hiệu quả các mục tiêu, máy bay thường bay ở độ cao dưới 3 km. Khi tác xạ, phải giữ quỹ đạo bay ổn định. Những đặc điểm này khiến AC-130 trở thành mục tiêu không khó đối phó của pháo phòng không 57 ly hoặc lớn hơn. AC-130 phải hoạt động theo sự di chuyển của mục tiêu dưới mặt đất. Điều đó có nghĩa không phải AC-130 mà chính là lực lượng vận tải mới là bên nắm thế chủ động. AC-130 hoàn toàn có thể bị cuốn vào hoạt động nghi binh. Nhận thức rõ hơn về đối phương đã giúp bộ đội Trường Sơn củng cố tinh thần tiến công cách mạng, vượt qua những dao động nhất thời. Không phải là cái tư tưởng sợ, cái tư tưởng của chúng ta có vấn đề gì đó dao động, mà cái chính là chúng ta chưa hiểu được cái tính năng kỹ thuật mới trên AC-130. Từ khi mà chúng ta phát hiện được như vậy thì chúng ta dần dần hạn chế được và khắc chế được. Nói chung tâm lý là tìm cách để mà phát hiện ra cái điểm yếu đó mà mình khắc phục. So với đối phương, bộ đội Trường Sơn không phải không có những ưu thế cơ bản. Ta thông thuộc địa hình, khí hậu của khu vực, hoàn toàn làm chủ mặt đất, có thể tận dụng được thế thiên hiểm của Trường Sơn để xây dựng thế trận vận tải liên hoàn, vững chắc. Bộ đội Trường Sơn cũng không đơn độc mà chiến đấu trong thế hiệp đồng chiến lược chặt chẽ với các chiến trường khác và với hậu phương. Từ những đánh giá toàn diện, Bộ Tư lệnh Trường Sơn phát động sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị, tiến tới hình thành, hoàn thiện phương án đối phó với bóng ma AC-130 bằng cách kết hợp các yếu tố và phương châm hành động, đó là đánh, phòng tránh và nghi binh. Để đánh được địch, trước tiên cần củng cố, tăng cường khả năng cho bộ đội cao xạ. Hoạt động trinh sát hàng không của Mỹ báo cáo, đến cuối mùa khô 1970-1971, trên đường mòn Hồ Chí Minh, pháo 37 ly vẫn còn chiếm ưu thế, nhưng sang những năm tiếp theo, pháo 57 ly đã vượt lên về số lượng. Tháng 2 năm 1972, phát hiện pháo cỡ lớn, nòng đôi, thậm chí có cả pháo 85 ly và 100 ly. Thực tế, giai đoạn 1970-1971, lực lượng cao xạ Trường Sơn có tổng cộng 566 khẩu pháo. Một năm sau, tăng lên thành 900 khẩu pháo. Một số đơn vị pháo 57 ly có radar dẫn bắn được giao nhiệm vụ tập trung đánh AC-130. Quân số bộ đội cao xạ trong giai đoạn này chiếm tới 25% trong tổng số chiến sĩ của các binh chủng vận tải và chiến đấu.
các lực lượng phòng không, các loại pháo là đều được lệnh là phải bố trí ngay trên mặt đường hoặc là sát đường để mà bảo vệ, đánh máy bay bảo vệ đường vận chuyển của chúng ta. Chúng tôi lúc bây giờ đã có cái khẩu hiệu đổi đạn lấy đầu xe, có nghĩa là đánh quyết liệt. Đấy là khẩu hiệu rất cách mạng và có thể nói thể hiện ý chí rất là cao, ý chí tiến công rất cao. Đánh tiêu diệt và xua đuổi máy bay địch là cần thiết nhưng chưa đủ. Đối đầu với không quân Mỹ mạnh về súng đạn và công nghệ, nếu chỉ lấy cứng đấu cứng, ta sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh mất mát. Đây là lúc để vận dụng yếu tố thứ hai là chủ động phòng tránh như biện pháp tích cực nhất. Muốn vậy, cần đảo lộn các hiểu biết của đối phương về ta bằng cách tạo ra những sự thay đổi lớn về quy luật hoạt động của lực lượng vận tải cơ giới, tận dụng lợi thế tự nhiên của Trường Sơn, xây dựng hệ thống đường kín, tức là đường có cây cối che phủ, chuyển hoạt động chủ yếu chạy ban đêm sang chạy ban ngày. Ý tưởng làm đường kín có được từ chuyến khảo sát binh trạm 32 cuối tháng 3 năm 1971. Binh trạm này vốn có một đoạn 40 km đường đi dưới tán rừng già, cho ô tô đi ban ngày khá an toàn. Máy bay AC-130 Gunship 2 có những cảm biến điện tử rất mạnh, đặc biệt là hệ thống Black Crown rất nhạy với tín hiệu động cơ xăng. Xe tải dù có chạy dưới các tầng thực vật vẫn có thể bị phát hiện, nhưng máy bay này lại chỉ hoạt động ban đêm để tránh hỏa lực mặt đất. Các máy bay chiến đấu, ném bom hoạt động được vào ban ngày thì lại không có được khả năng đặc biệt như AC-130. Làm đường kín để chạy ban ngày rõ ràng là phương pháp khoét vào điểm sơ hở trong bố trí hoạt động của không quân Mỹ. Qua 20 ngày khảo sát, lên kế hoạch, tận dụng các tháng mùa mưa, xây dựng 800 km đường kín liên tục từ các cửa khẩu vào đến khu vực sư đoàn 470. Khối lượng công việc rất lớn, Bộ Tư lệnh 559 quyết tâm dồn sức cho nhiệm vụ này. Lực lượng thi công gồm 3 trung đoàn công binh cơ động và 6 tiểu đoàn trực thuộc binh trạm. Vật tư kỹ thuật huy động 30 máy húc C-100, 20 máy húc DT-75, 800 tấn thuốc nổ, 36 xe ben. Toàn bộ lực lượng chia làm 4 mũi, mỗi mũi phụ trách 200 cây số. Khởi công từ ngày 20 tháng 4 năm 1971 và phấn đấu thông xe vào đầu năm 1972 để kịp đảm bảo cho nhiệm vụ chi viện. Ưu tiên là tranh thủ tối đa đưa tuyến đường vào dưới tán rừng già, triệt để không chặt cây, dù phải đi đường vòng dài hơn. Ở những quãng trống phải huy động đến hàng nghìn người vào rừng sâu, đánh cây ra trồng hai bên đường, kết hợp làm các giàn leo che chắn. Công binh lại phải luôn túc trực để chăm sóc cây. Bật ngay cái L-19 đó mà, gió với 10, nó đi, nó trinh sát, nó thấy mình ngụy trang. Mình, nhưng mà nó cho rằng mình ngụy trang là để đếm đi. Chứ nó không biết là mình ngụy trang như thế là để đi bên ngày. Chứ nó không đặt vấn đề. Nó không đặt vấn đề là đánh cái ngụy trang của mình. Về thiết kế, đây là đường dã chiến. Để giữ được bí mật lâu, chỉ thiết kế mặt đường cho một làn xe. Cứ 200m làm chỗ tránh cho 2 xe. 1 cây số có chỗ tránh cho 10 xe. 10 cây số có chỗ tránh cho một đại đội 36 chiếc. Nơi bằng phẳng làm đường đôi song song, bảo đảm cho trung đoàn xe ra vào liên tục, không ùn. Ở những nơi nền đường yếu, cầu ngầm, phải bố trí đủ công binh để đảm bảo giao thông. Phương pháp chiến thuật, cung độ và tổ chức đội hình cũng được thay đổi theo thiết kế đường mới. Chạy đêm thì có thế trình chạy đêm, mà chạy ngay là phải có thế trình chạy ngay. Chạy đêm thì cung độ là 100 cái số, là một cung độ. Binh đàm này chạy đến binh đàm kia là 100 cái số. Nhưng chạy ngay thì như vậy là 300 cái số, thì mình phải đặt mặt trăng. Thế là đờ đó, đờ khó, đờ người, đờ này cả. Hai tốc độ phải như thế chạy. Các cái tuyến đường 800 cái số đó chỉ được 3 cung độ. Vì đa phần đường chỉ có một làn, một tuyến, nên phương pháp vận chuyển được áp dụng là vận động ngược chiều, tránh nhau ở điểm quy định đã được bố trí. Những nơi thuận lợi có thể sử dụng phương pháp một chiều tuyệt đối, áp dụng với đường hở vốn có nhiều nhánh, làn song song. Đội hình vận tải chuyển từ cấp tiểu đoàn lên thành trung đoàn ô tô. Thì lúc đó là thành lập 2 trung đoàn, các tiểu đoàn xe thì bây giờ tập trung lại
mỗi trung đoàn là 3 tiểu đoàn, mỗi trung đoàn 3 tiểu đoàn. Đây là hai trung đoàn chủ lực, là trung đoàn 11 và trung đoàn 13, chạy đứng kín. Sau đánh trả và chủ động né tránh, yếu tố cuối cùng trong bộ 3 phương pháp đối phó chính là nghệ thuật nghi binh. Để tránh việc thay đổi đột ngột hoạt động sẽ đánh động đối phương, ta vẫn duy trì một lực lượng ô tô chạy ban đêm trên đường hở, đặc biệt tổ chức một số tiểu đội xe chạy nghi binh, cũng như để thu hút máy bay cho pháo cao xạ đánh tiêu diệt. Thế nhưng mà để giữ được cái bí mật ở đêm ngày đấy thì lại phải tổ chức những cái đội hình xe cảm tử, chúng ta thường gọi là đội hình xe cảm tử, để chạy trên đường hở. Thế thế nào như vậy nó không nghe là mình đã đổi quy luật này. Những lái xe được chọn cho nhiệm vụ này không chỉ dũng cảm mà cần phải có tay lái điêu luyện và rất mưu trí. Nhiều biện pháp nghi binh kỹ thuật đã được triển khai để đánh lừa kẻ địch. Sinh ra cái năng lượng nhiệt, cái nhiệt lượng cao lên để đánh lừa acid béo. Chúng ta đào những cái hầm mà để cái máy nổ ở trong đấy. Khi máy nổ phát nổ thì nó tạo ra cái tia lửa nhiệt giống như tia lửa nhiệt của động cơ đục trọng. Bộ đội còn đốt xác xe cháy, hàng hỏng để tạo sự nhiễu loạn về nhận diện mục tiêu cho đối phương. Kết hợp với nghi binh là hoạt động triển khai đơn vị cao xạ bố trí ở cả trận địa thật lẫn trận địa nghi binh trên đường công khai. Lựa chọn đúng vị trí phù hợp để vừa kéo địch ra xa tuyến đường chính, bảo vệ đội hình xe vận tải ban đêm trên đường công khai, sẵn sàng đánh địch trong trường hợp các đoạn đường kín bị lộ. Ngoài ra, cần phải kể đến sự hỗ trợ của các lực lượng khác như các trạm quan sát, cảnh báo bằng tai mắt, báo động bằng súng khi phát hiện máy bay, bộ đội thông tin, liên lạc, y tế, hậu cần cũng có những đóng góp âm thầm nhưng to lớn. Cái đối phó C-30 là nó không phải chỉ là cái lo của năm chín, của tuyến chiến và chiến lược năm chín, mà là cái mối quan tâm của tất cả các lực lượng của quân đội chúng ta, từ Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu đến những cái cơ quan nghiên cứu thật. Cuối năm 1971, Trung ương đã có những tăng cường đặc biệt cho mặt trận. Quân chủng phòng không không quân đã cử tới Trường Sơn Trung đoàn phòng không 275, gồm 4 tiểu đoàn cao xạ, 5 tiểu đoàn tên lửa. Ngày 8 tháng 2 năm 1972, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường, quân chủng ra lệnh rút gọn lực lượng của Trung đoàn 275 thành 2 tiểu đoàn tên lửa 67-68, nhanh chóng vượt Tây Trường Sơn trước Tết Nhâm Tý để đánh AC-130. Đây không phải là lần đầu tổ hợp tên lửa công kênh phức tạp S-75 Devina xuất hiện giữa đại ngàn Trường Sơn. Các mùa khô trước, Trung đoàn tên lửa 237-238 của Sư đoàn Phòng không 367 đã hiện diện nhưng phải gánh vác nhiệm vụ ưu tiên là đánh B-52. Lần này, các trung đoàn tên lửa có nhiệm vụ tập trung hoàn toàn vào đối tượng AC-130. Rõ ràng, quyết tâm của quân chủng là biến S-75 Devina thành thanh gươm lửa để trừng trị bóng ma AC-130. Thì qua đất Lào lúc bây giờ là bắt đầu là trời đã nâu khô ráo rồi. Thì là qua triển khai ở San Phan ấy, thì là đánh B-52. Nhưng vừa triển khai xong thì là trung đoàn lệnh là thu hồi khí tài và chuyển đi về C-4. Và nhiệm vụ lúc bây giờ mới chính thức là giao đến C-30, tập trung đến C-30 và nghiên cứu đến C-30, chứ không có gì khác cả. Không đánh loại máy bay, còn máy bay B-52 cũng không đánh nữa. Trong thời gian này, các viện nghiên cứu quốc phòng và đội ngũ các nhà khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam được huy động để hiểu sâu hơn về phương tiện chiến tranh của địch và tìm thêm giải pháp khắc chế. Trước cái tình hình như thế thì Bộ Quốc phòng đã giao cho Viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu để mà tìm ra cái giải pháp chống cái AC-130. Thì Viện lúc đó là coi đó là nhiệm vụ hết sức trọng tâm để mà nghiên cứu ra cái sản phẩm trực tiếp phục vụ cho bộ đội chúng ta chiến đấu. Phòng vũ khí và phòng điện tử thực hiện các đề tài phát tín hiệu gây nhiễu máy bay trinh sát điện tử, mìn khói chống bom laser, pháo sáng TC-70 chỉ thị mục tiêu cho pháo cao xạ, đặc biệt cải tiến kết hợp đầu nổ của tên lửa không đối không K-13 với động cơ phóng đạn của đạn DKB thành tên lửa đất đối không. Thực tế, đề tài cải tiến tên lửa K-13 đã được đưa vào thử nghiệm lần đầu ở Trường Sơn từ tháng 4 năm 1970 nhưng còn nhiều hạn chế, chỉ bắn được 2/7 quả. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà ta rút được nhiều bài học và có những phát hiện mới. Thì có cái kết quả ban đầu đưa ra hết sức quan trọng là ta đã phát hiện được là AC-130 là chúng có được trang bị máy đo xa laser để phục vụ cho việc ném bom chính xác và bắn chính xác.
Đây chính là cơ sở để thực hiện các biện pháp tạo khói gây nhiễu sẽ có đóng góp lớn vào mùa vận chuyển 1971-1972. Ở phía bên kia, Washington cũng đang có những toan tính cho chiến dịch Commando Hunt 7 hay chiến dịch ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược mùa khô 1971-1972 của không quân. Chiến dịch Commando Hunt 7 được ví như chiếc khiên chắn cho kế hoạch của Nixon. Tạp chí Kinh tế Viễn Đông số ra 19 tháng 3 năm 1970 bình luận: việc ném bom vào các con đường xâm nhập của Cộng sản tại Lào sẽ là một trong số ít quyền kiểm soát mà Hoa Kỳ còn giữ lại được để chi phối các sự kiện ở miền Nam Việt Nam. Trong lúc công cuộc Việt Nam hóa đang xúc tiến, hiệu lực của các cuộc ném bom cũng còn là vấn đề phải tranh luận. Nhưng rõ ràng là Tổng thống Nixon không muốn từ bỏ nó, trong khi ông ta đang phải từ bỏ nhiều sự lựa chọn khác ở Nam Việt Nam. Đúng thế, xét theo các biểu hiện bề ngoài, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ coi việc ném bom ở Lào như một chiếc chìa khóa để thoát thân khỏi toàn bộ thiên la địa võng ở Đông Dương. Ném bom có thể kiềm chế được dòng tiếp tế và quân đội Bắc Việt vào Nam, thì công cuộc Việt Nam hóa sẽ có triển vọng thành công hơn và sẽ có thể rút ra khỏi cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, có một nghịch lý, không quân Mỹ đã quá ngán ngẩm với các nhiệm vụ ở Đông Dương. Dù chịu mất mát lớn, nhưng họ lại là những người được rút ra muộn hơn so với các lực lượng mặt đất. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề chiến lược toàn cầu cần sự bổ sung của không quân. Sức ép và sự sốt ruột từ nhiều thế lực khiến cho Nixon không thể đảm bảo một lực lượng chốt chặn như mong muốn cho kế hoạch của mình. So sánh với mùa săn đầu tiên, chiến dịch Commando Hunt 1 1968-1969, B-52 có 105 chiếc, các máy bay chiến đấu có 621 chiếc. Nhưng để sẵn sàng cho Commando Hunt 7, B-52 chỉ còn 54 chiếc, máy bay chiến đấu còn 226 chiếc. Vì lẽ đó, các máy bay vận tải vũ trang AC-130 càng có vai trò quan trọng. Thành tích tuyệt vời của chúng trong các chiến dịch ngăn chặn trước là cơ sở cho hy vọng gia tăng một số lượng nhỏ AC-130 để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng máy bay rút đi. Nhiều thành phần của không quân đề đạt tăng thêm 12 chiếc AC-130, tức gấp đôi lực lượng, với những nâng cấp tính năng mới. Nhưng do hạn chế về ngân sách, 6 máy bay là con số tối đa được duyệt. Vấn đề này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Light báo cáo lên Tổng thống Nixon ngay từ ngày 10 tháng 3 năm 1971, khi chiến dịch ngăn chặn Commando Hunt 5 còn chưa kết thúc, kèm theo nhấn mạnh rằng công việc cần được tiến hành ngay lập tức để có sự sẵn sàng cho mùa khô 1971-1972. 6 máy bay bổ sung là loại rất mới AC-130E, phát triển từ máy bay vận tải C-130E, biến thể mới có khung thân mới, động cơ mạnh mẽ hơn tất cả các máy bay AC-130 trước đó. Theo tính toán, máy bay AC-130E có tổng khối lượng cất cánh lớn hơn tới 1,4 tấn so với loại cũ, đồng nghĩa có thể mang thêm nhiều đạn dược và khí tài điện tử. Trong số 6 chiếc AC-130E, có chiếc cũng được lắp pháo 105 ly thay cho pháo 40 ly. Tính tới hiện tại, đây vẫn là kỷ lục về cỡ nòng pháo được lắp lên một máy bay. Pháo 105 ly tuy chỉ bắn được 30 phát một phút, nhưng với quả đạn chứa 2,5 kg chất nổ, sức công phá thu được trên một phát bắn cao gấp 9 lần so với đạn 40 ly, có thể gây thiệt hại rất lớn. Cỡ nòng lớn cũng giúp AC-130 nâng độ cao hoạt động bình thường lên đến 3,2 km so với tầm 2,5 đến 2,7 km khi trang bị pháo 40 ly và bay cao gần gấp đôi so với những máy bay đầu tiên chỉ có pháo 20 ly. Qua đó, giảm khả năng bị trúng đạn phòng không của đối phương. Phản ứng với cảnh báo về sự xuất hiện của tên lửa đất đối không Bắc Việt, các máy bay được trang bị thêm 100 đạn, bẫy mùi nhiệt loại Mark 24 và các hộp gây nhiễu radar. Các cảm biến điện tử có sự nâng cấp sang thế hệ mới, đồng thời được thử nghiệm một cổng laser truyền hình ban đêm, sử dụng các chùm laser bước dài xuyên qua được mây mù và các tán rừng rậm. Các miếng giáp gốm bảo vệ thân máy bay cũng được tăng cường. Quá trình hoán cải được bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 1971 với tổng chi phí lên tới 56,2 triệu đô la Mỹ. Gần một năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1972, những chiếc máy bay này xuất hiện tại sân bay Ubon, Thái Lan. Như vậy, để phục vụ mùa săn Commando Hunt 7, số lượng máy bay AC-130 Gunship 2 đã tăng lên 18 chiếc, cùng với lượng nhân lực hữu cơ kèm theo đã chính thức biến phi đoàn đặc biệt số 16 trở thành một trong những phi đoàn đông đảo về nhân tài, vật lực nhất của không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh. Một phần của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon, chiến dịch ngăn chặn đường mòn Hồ Chí Minh bằng không quân mùa khô 1971-1972 đang phụ thuộc nhiều vào kết quả chiến đấu của các bóng mạc.
một bóng ma từng ám ảnh dãy Trường Sơn. Bằng cách đưa lên trời những khẩu pháo tốc độ cao, có tốc độ bắn lên tới 6.000 phát một phút, những khẩu trọng pháo cỡ nòng lên tới 105 ly. Đáng sợ là sức mạnh hỏa lực này có thể khống chế khu vực đánh phá hàng giờ đồng hồ. Nhưng đáng sợ hơn cả là màn đêm lại là đồng minh của bóng ma ấy. Thế nhưng bất kể đáng sợ ra sao, bóng ma ấy phải bị trừng trị. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là tuyến chi viện chiến lược chủ yếu và cơ bản của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam, cũng như các chiến trường bạn ở Nam Đông Dương. Không quân Mỹ đã huy động đa phần lực lượng hùng hậu nhằm ngăn chặn tuyến chi viện này. Từ mùa khô 1968-1969, kẻ địch bí mật triển khai thủ đoạn mới nhằm săn tìm và tiêu diệt các xe vận tải, đánh phá các kho hàng ở Trường Sơn. Đó chính là việc sử dụng các máy bay vận tải vũ trang AC-130. Ẩn nấp trong màn đêm, sử dụng hỏa lực mạnh, được điều khiển bởi hệ thống điện tử tiên tiến, máy bay có biệt danh Bóng Ma này đã nhanh chóng tạo được thành công lớn. Mùa khô 1970-1971, sau khi chịu nhiều tổn thất về con người, phương tiện và hàng hóa, bộ đội Trường Sơn đã có nhận thức tương đối rõ ràng về cách thức thủ đoạn của máy bay AC-130, kẻ thù hàng đầu của binh chủng vận tải. Bộ Tư lệnh Đường 559 xác định tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện phối hợp hiệp đồng các binh chủng mạnh mẽ, quyết tâm đánh bại kẻ địch bằng bộ ba phương châm hành động chung của toàn tuyến là đánh, phòng tránh, nghi binh. Pháo cao xạ rồi tên lửa phòng không đã được tăng cường cho mặt trận Trường Sơn. Trong mùa mưa 1971, bộ đội Trường Sơn đã dồn sức mở 800 km đường kín liên tục đi dưới tán rừng già, chuyển hoạt động vận tải cơ giới trên toàn tuyến từ ban đêm sang ban ngày, để nghi binh đánh lạc hướng địch. Ta vẫn cho duy trì một số đại đội ô tô thuộc các binh trạm chạy đêm trên đường hở. Có những tiểu đội xe cảm tử chạy thu hút sự chú ý của AC-130, kéo chúng vào các khu vực bố trí pháo phòng không. Cùng với đó, công binh cho tạo nhiều mục tiêu nhiệt giả tín hiệu động cơ, tạo tín hiệu nhiệt giả đánh lừa các khí tài trinh sát của địch. Muôn vàn cách thức sáng tạo đã được áp dụng để giảm uy lực của bóng ma AC-130. Về phía Mỹ, trong bối cảnh chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đang được đẩy nhanh đến đoạn cuối, Nixon xuống thang các hoạt động quân sự ở miền Nam Việt Nam, nhưng lại leo thang đánh phá trên đường Hồ Chí Minh. Chiến dịch mùa khô 1971-1972 được xác định như cơ hội cuối cùng cho Nixon sử dụng lực lượng lớn của không quân Mỹ ngăn chặn trên khu vực đường mòn. Lực lượng vận tải vũ trang AC-130, vũ khí tiêu diệt xe tải hiệu quả nhất, nổi lên trở thành nòng cốt cho các âm mưu này. Phi đoàn đặc biệt số 16 được tăng cường lên tới con số 18 chiếc với nhiều nâng cấp hiện đại. Tất cả đã sẵn sàng hơn bao giờ hết cho cuộc chiến quyết định. Ngày 1 tháng 11 năm 1971, chiến dịch ngăn chặn mùa khô 1971-1972, Commando Hunt 7 bắt đầu. Như một thủ tục mở màn, các siêu pháo đài bay B-52 thực hiện phi vụ Arclight, ném bom giải thảm vào các cửa khẩu. Tiếp sau đó là các đợt đánh phá của máy bay chiến thuật. Nhiệm vụ của chúng là ngăn chặn xe tải miền Bắc xâm nhập vào hệ thống đường mòn ngay từ khu vực cửa khẩu. Trên thực tế, hành động này chỉ có tác dụng làm chậm tốc độ hành tiến của bộ đội vận tải Trường Sơn. Dù đã ném xuống đây 14.400 quả bom Mark 82, 17.100 quả bom Mark 117 cùng vô số bom đạn mìn loại nhỏ. Theo tin tình báo mà không quân Mỹ nhận được, tới năm 1971, đường mòn Hồ Chí Minh đã mở thêm 500 km đường mới và có khoảng 3.000 xe ô tô tham gia hoạt động tiếp vận. Ngày 23 tháng 11 năm 1971, khi đoàn các xe vận tải tiến vào khu vực Steel Tiger, tức vùng lõi của mạng lưới chi viện ở Nam Lào, thì cũng là lúc giai đoạn 2 của chiến dịch được kích hoạt. Các máy bay vận tải vũ trang mà nòng cốt là bóng ma AC-130 được bung ra phục vụ mùa xuân mới. Cùng thời điểm này, hệ thống đường kín của Trường Sơn ở phần lớn các khu vực đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho thông xe toàn tuyến. Vì vậy, trọng tâm hoạt động vận tải vẫn chưa chuyển hoàn toàn từ ban đêm sang ban ngày. Để lần tránh khỏi kẻ thù nguy hiểm nhất, người lái xe cần tới kinh nghiệm, sự hiểu biết và bản lĩnh. Lái xe giỏi lắm, mà công binh cũng rất giỏi. Một cái vòng của AC-130 đi mất bao nhiêu giờ là tôi biết. Một giờ ấy nó bảy giờ nó biết hết. Nó đi nó quen rồi. Nó quen hết đường xá, quen hết máy bay. Tất nhiên, các máy bay AC-130 không chỉ bay tuần vòng đều đặn để tự sục sạ mục tiêu.
là nó dùng phương tiện điện tử để kết nối với cái phương tiện trinh sát ở dưới dưới đất, tức là cái nhiệt đới. Thì ở dưới này xe chạy lên nó truyền về ngay. Trong mùa xuân này, theo ý đồ của giới chỉ huy Mỹ, hoạt động phối hợp với mặt đất phải được sử dụng rất thường xuyên. Thế nhưng nếu Mỹ tìm cách phối hợp, ta cũng tăng cường hiệp đồng. Lực lượng vận tải của ta cũng đã có được những sự hỗ trợ cần thiết trên từng cung đường. Thế thì anh chạy hết khu vực này mà thấy không có hiện tượng gì thì anh chạy sang khu vực khác, anh tiếp tục phải chạy. Còn nếu khi mà ấy thì đã có lực lượng công binh, lực lượng pháo binh người ta báo động rồi, thế thì anh dừng lại. Đấy thì cái cách đối phó của bộ đội xe bây giờ là như thế: tận dụng thời cơ không có địch để mà vận động. Thế mà khi có địch thì anh dừng lại. Chúng ta tổ chức những hệ thống đài quan sát bằng mắt chứ làm sao có hệ thống khí tài radar tầm nhìn xa của quốc gia mà miền Bắc được, để mà phát hiện AC-130 từ xa. Chúng tôi tổ chức là gì? Trên đường là có trạm, tức là các trạm trinh sát cứ ở trên các điểm cao, cách 10 cây số là có trạm, cách 10 cây số là có. Hệ thống cảnh giới tưởng chừng thô sơ nhưng lại tỏ ra hiệu quả. Đã nhiều lần các bóng ma vồ hụt con mồi khi sục sạo mà không phát hiện được mục tiêu thông báo của các nguồn tin trinh sát kỹ thuật cung cấp. Các tổ bay bắt đầu trở nên khó chịu với các chỉ dẫn mặt đất và cho rằng đường dây liên lạc rườm rà giữa họ và trung tâm kiểm soát đã bị đối phương nghe lén. Thế nhưng, vấn đề nghiêm trọng hơn mà các tổ lái AC-130 vấp phải là sự gia tăng bất ngờ của hỏa lực phòng không mặt đất. Lượng đạn phòng không nhắm vào AC-130 từ tháng 2 tới tháng 5 năm 1969. Mức đỉnh cường độ hỏa lực liên tiếp bứt phá qua thời gian. Có đêm, số đạn bắn ra trên 1.800 viên, trung bình mỗi phi vụ phải đối mặt với hơn 360 viên đạn. Đến năm 1970, không quân Mỹ cho rằng sức mạnh lực lượng pháo phòng không trên đường Hồ Chí Minh đã tăng tới 155%. Mùa khô 1970-1971, các bóng ma đã phải đối mặt với hơn nửa triệu viên đạn pháo phòng không các loại. Đây là một phần thống kê và hình ảnh về thiệt hại của phi đoàn đặc biệt số 16 trong giai đoạn này. Nổi lên với hai sự kiện đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 5 năm 1969, máy bay AC-130A số hiệu 541629 bị trúng nhiều phát đạn 37 ly. Lết về được sân bay Ubon nhưng nỗ lực hạ cánh bất thành và phát nổ. Hai người trong phi hành đoàn thiệt mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1970, máy bay AC-130A số hiệu 541625 bị trúng đạn 37 ly và rơi ngay tại chiến trường. Tổ lái 10 người thiệt mạng. Thời điểm đó, bộ đội Trường Sơn vẫn chưa thực sự nhận diện được đối thủ. AC-130 chưa bị chú ý đặc biệt. Hai máy bay bị bắn rơi là do phản ứng thông thường của binh chủng cao xạ. Điều này càng cho thấy phòng không mặt đất là mối nguy hiểm thường trực đối với bóng ma. Tới chiến dịch ngăn chặn mùa khô 1971-1972, Commando Hunt 7. Theo công bố của ta, số cao xạ trên toàn tuyến đã tăng lên 900 khẩu, nhiều hơn 160% so với năm 1970 và tăng tới 242% so với năm 1969. Trong đó, tỷ lệ pháo cỡ nòng 57 ly được tăng lên. Quan trọng hơn, AC-130 đã được nhận diện và trở thành mục tiêu ưu tiên tấn công hàng đầu của bộ đội cao xạ. Qua từng mùa săn, không quân Mỹ liên tục cho nâng cấp cảm biến điện tử và tăng cường sức mạnh hỏa lực. Nhờ đó, các bóng ma không còn phải bay thấp mỗi khi không kích, giảm bớt khả năng bị tấn công. Thế nhưng, tiến bộ nào cũng có giới hạn. Gói nâng cấp Bay Aegis cung cấp cho AC-130 hỏa lực hạng nặng 105 ly, đã khiến tổng trọng lượng của máy bay tăng thêm 2,2 tấn. Và thật trớ trêu, ngay cả tầm hỏa lực của hệ thống Bay Aegis cũng chưa thể giúp máy bay thoát khỏi tầm với của đạn phòng không 57 ly. Cái giá của sự đánh đổi này sớm được tướng William Mumyer, một trong những nhà lý luận chiến lược hàng đầu của không quân Mỹ, nhận ra. Năm 1967, Mumyer lúc đó còn là tư lệnh tập đoàn không quân số 7 và là một trong những người đã ra sức đấu tranh cho chương trình Gunship 2 AC-130. Tới trước chiến dịch Commando Hunt 7, 1971-1972, khi đã là chỉ huy của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến thuật,
chính ông ta lại là người lên tiếng phản đối việc tăng cường lực lượng cho phi đoàn đặc biệt số 16 với lý do sớm muộn AC-130 cũng bị chụp trong màn hỏa lực của đối phương. Tuy nhiên, hiệu quả săn tìm và phá hủy xe tải của bóng ma ở thời điểm đó vẫn chưa có vũ khí nào có thể sánh được. Vậy nên, ý tưởng của tướng Mommier đã bị gạt sang một bên. Áp lực từ cao xạ khiến các tổ bay rất căng thẳng. Phải có hai người chuyên canh chừng cao xạ tấn công, dù máy bay đã được trang bị máy quét, có chức năng phát hiện đạn cao xạ từ sớm. Đặc biệt, ở cửa máy bay, chỗ này trổ thêm một buồng quan sát. Người canh chừng phải nằm sấp, úp mặt vào buồng đó trong suốt thời gian bay nhiệm vụ. Mọi liên lạc và cảnh báo với phi công đều thông qua vô tuyến. Trong cuốn Cuộc chiến chống những chiếc xe tải của chương trình lịch sử không quân và bảo tàng Hoa Kỳ, các tác giả đã kết luận tăng cường hỏa lực phòng không là một biện pháp hiệu quả buộc các AC-130 phải hoạt động ở độ cao cực đoan và phải lảng tránh khi phát hiện dấu hiệu của pháo phòng không. Thì anh em cao xạ và anh em công binh tác chiến hợp đồng rất tốt. Khi có địch, trước hết là chưa đến cái khu vực của đội hình xe chạy đâu, thì người ta đã đánh rồi, đã bắn rồi. Thế mà đến đội hình khi mà nó phát hiện đội hình xe chạy, thì anh em cao xạ phải bắn quyết liệt, bắn mạnh liệt đấy. Thì như vậy thì nó cũng hạn chế được cái đánh phá của địch. Đặc biệt là không hạ thấp độ cao nữa. Thằng xe mới không hạ thấp độ cao. Nó khi nó hạ thấp độ cao thì nó dùng 20 ly hoặc 40 ly. Thế còn anh vọt lên và anh dùng 105 ly thì cao nữa thì có quan sát khó khăn, chứ phải vậy. Những chiếc F-4 bay hộ tống AC-130 có thể thực hiện tấn công trả đũa nhưng không thể ngăn chặn trước các cuộc tấn công của cao xạ. Chúng phải chờ pháo mặt đất khai hỏa để nhận diện vị trí. Vậy là trước khi có thể phản ứng, đã có ít nhất từ 6 đến 7 loạt đạn bay về phía AC-130. Ngay cả khi F-4 có thể thả bom laser, cũng chưa thể đảm bảo được hiệu quả chế áp. Số liệu từ các máy bay trinh sát đánh giá hiện trường của Mỹ cho biết, không quá 10% các quả bom có thể gây sát thương cho lính phòng không đối phương. Khoảng 40% phát nổ cách mục tiêu từ 80 đến 300 mét, dừng lại ở tác dụng quấy rối. Những trận địa cao xạ được ngụy trang khéo léo, liên tục di chuyển sau mỗi trận đánh, kết hợp trận địa giả nghi binh. Thêm vào đó, hoạt động sử dụng vũ khí dẫn đường bằng laser của không quân Mỹ bị các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật Quân sự phát hiện, tìm cách đối phó bằng khói gây nhiễu. Chuẩn tướng Richard Cross, trợ lý tham mưu trưởng của tập đoàn không quân số 7 từng nhận xét: "Chúng tôi nhận thấy kẻ thù tỏ ra khá thành thạo trong việc giải quyết sự ngăn chặn, bất chấp nó được tạo ra bởi loại vũ khí nào. Mức đe dọa cao từ pháo cao xạ buộc các máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch ngăn chặn Commando Hàn 7, dành tới 49% trong tổng số lượt xuất kích chiến đấu cho nhiệm vụ chế áp phòng không. Bản thân các máy bay AC-130 thường xuyên sử dụng chiến thuật bay cao, bắn vu vơ để dụ lực lượng cao xạ bộc lộ vị trí. Khi đó, chúng sẽ chiếu tia laser cho F-4 thả bom." Theo báo cáo chiến dịch ngăn chặn mùa khô 1971-1972 của tập đoàn không quân số 7, máy bay AC-130E mang theo pháo 105 ly, mà thực tế trong suốt chiến dịch chỉ duy trì được một chiếc như vậy, tức chỉ hơn 6% về số lượng, nhưng lại chiếm khoảng 10% trong tổng số kết quả thành tích của phi đoàn đặc biệt số 16. Kết quả này là do máy bay AC-130E có thể hoạt động ở độ cao hơn các máy bay AC-130 khác, như vậy đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháo phòng không. Thế nhưng không có bóng ma nào có thể nhởn nhơ gây tội ác ở Trường Sơn. Ngày 30 tháng 1 năm 1972, đánh dấu bước ngoặt cho hoạt động của tuyến chi viện chiến lược. Hệ thống đường kín đã hoàn thành và thông xe trên toàn tuyến. Các cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư lệnh đi chuyến đầu để trực tiếp kiểm tra và định ngày sử dụng, theo ghi chép của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyên Tư lệnh Đoàn 559. Toàn đoàn gồm 5 xe con, chỉ đi 3 ngày là tới điểm chốt cùng. Dự tính nếu xe vận tải đi đội hình lớn phải mất 5 ngày. So với vận tải theo cung, nhanh hơn từ 15 đến 20 ngày, quả là một kết quả vô cùng lý tưởng đối với các nhà vận tải. Đội hình trung đoàn vận tải với hàng trăm xe chạy ban ngày chính thức từ tháng 2. Như vậy, đường kín giúp thực hiện cung vận tải dài, đội hình lớn đi thẳng từ đầu đến cuối tuyến.
kết thúc những năm tháng dai dẳng, xe phải chạy ban đêm, vận chuyển theo từng cung trạm, vừa chậm vừa kém hiệu quả. Đúng như dự đoán của ta, sự thay đổi quy luật hoạt động đã tạo ra bất ngờ với địch. Những máy bay hoạt động buổi sáng không được trang bị những thiết bị điện tử đặc biệt, chỉ được lắp trên AC-130, đã không phát hiện được xe tải chạy ẩn dưới các tầng thực vật. Các máy bay trinh sát OV-10 cũng chỉ có bộ thiết bị khuếch đại ánh sáng mờ, hoàn toàn vô dụng trong điều kiện ban ngày. Tín hiệu từ các cây nhiệt đới báo về trung tâm giám sát xâm nhập cho thấy những dấu hiệu bất thường khi có khá nhiều ô tô hoạt động trong thời điểm từ 6 giờ đến 18 giờ. Tuy nhiên, đỉnh cường độ hoạt động ghi nhận được vẫn là khi trời tối. Đó là do các cảm biến đã cho một bức tranh sai lệch về trọng tâm hoạt động, vì đa số chúng được thả trên hệ thống đường hở cũ. Vị trí của đường kín đối với Mỹ là một bí mật. Giám đốc Trung tâm Giám sát chống xâm nhập ở Nakhon Phanom, Thái Lan đã thừa nhận có rất nhiều các tuyến đường mới mở ra trong chiến dịch Commando Han 7 mà không thể được quan sát vì các tán cây rừng dày đặc. Hệ thống được phát triển ở Tây Lào và gần như chưa thể thăm dò được và không có sự theo dõi của các cảm biến vì không ai biết được ở chỗ nào có đường và có bao nhiêu đường. Ban đêm, khi các bóng ma tỏa đi lùng sục thì trên đường kín lại không có nhiều ô tô qua lại. Nếu có, đó là sự hoạt động duy trì của các đoàn vận tải quy mô nhỏ và một số tiểu đội xe cảm tử chạy nghi binh trên đường hở. Phương pháp này càng làm kẻ địch nghi ngờ, lúng túng. Thế là một thời gian là anh ta cứ nghe cái đường đêm, là anh ta tính sản anh này. Thì mình vẫn tổ thất, nhưng mà ít. Qua một số thời gian, khi số xe tải phát hiện được trong đêm quá ít so với mức bình thường, thành tích săn đuổi sụt giảm nghiêm trọng, không quân Mỹ mới dám chắc chắn về sự thay đổi quy luật hoạt động của ta. Tướng Slay, phó tham mưu trưởng của tập đoàn không quân số 7, đạo diễn của chiến dịch ngăn chặn mùa khô Commando Han 7, quyết định đưa AC-130 chuyển sang hoạt động ban ngày. Một hành động táo bạo tới mức ngu xuẩn, to lớn và chậm chạp. Khi AC-130 từ bỏ đồng minh làm màn đêm, thì bóng ma trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Tướng Slay đã phải rút lại quyết định liều lĩnh của mình khá nhanh sau đó. Sự tăng cường lực lượng cao xạ đã gây ra nhiều khó khăn và đe dọa cho AC-130, trong khi hệ thống đường kín đã gần như vô hiệu hóa triệt để khả năng ngăn chặn đánh phá của chúng. Dù vậy, như đúng cái tên, bóng ma vẫn ngoan cố, dai dẳng, ẩn hiện đeo bám tuyến chỉ viện. Để đánh đuổi chúng hoàn toàn, cần có một vũ khí uy lực lớn, tên lửa phòng không. Để đối phó với AC-130, Viện Kỹ thuật Quân sự đã tìm cách cải tiến tên lửa không đối không tầm nhiệt K-13 thành tên lửa đất đối không tầm thấp. Ngày 22 tháng 12 năm 71, thì một đoàn cán bộ do đồng chí Nguyễn Nguyên Hoàng đã cùng 6 nhóm cán bộ đem các cái thiết bị nghiên cứu của Viện Kỹ thuật Quân sự vào ứng dụng trực tiếp ở chiến trường Trường Sơn. Tại đèo Tha Mé, 16 tên lửa K-13 chia làm 2 cụm bắn 2 lần. Tuy không tiêu diệt được mục tiêu, nhưng đòn dằn mặt này cũng làm cho AC-130 phải ngừng hoạt động vài ngày để thăm dò tình hình. Với lực lượng tên lửa phòng không, ngày 8 tháng 2 năm 1972, Quân chủng Phòng không Không quân ra lệnh rút gọn lực lượng Trung đoàn 275 thành 2 tiểu đoàn tên lửa 67-68, nhanh chóng vượt Tây Trường Sơn trước Tết Nhâm Tý để đánh AC-130. Việc đưa tên lửa S-75 vào Trường Sơn là quyết định rất táo bạo. Địa hình hiểm trở và điều kiện hạ tầng kém cản trở quá trình hành tiến. Nguy hiểm hơn, đội hình công kênh với nhiều trang thiết bị của tiểu đoàn tên lửa không tránh khỏi bị địch phát hiện. Trong quá trình xâm nhập, do bị đánh phá dữ dội, chỉ có tiểu đoàn 67 đến được đích, nhưng cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Chúng tôi xác định hành quân là đi đến nơi thôi đó, là 75% thắng lợi. Do tiểu đoàn tôi đi là 120 số mà bị 22 lần, đến tức là 22 lần bị AC đâm vào đánh. Và hầu hết các xe là đều bị vết đạn của AC. Tổn thất hết là 4 lái xe với là chỉ huy xe, 4 người, còn bị thương nhiều hết. Cho nên là chúng tôi đi hành quân á, tiểu đoàn đi đang 10 quả đạn thì đến nơi được 2 quả. Ngay cả khi đến được gần đích, vẫn xảy ra một số tình huống mất mát lớn, đồng thời cũng là tấm gương anh hùng của một chỉ huy xe. AC-130 bắn trúng một quả đạn làm chất ô, loại chất cực độc dùng làm nhiên liệu đạn tên lửa bốc lên.
thì giờ cái đồng chí sồi miệng đây là rất anh dũng. Đồng chí không biết mà nếu như mà nó đánh vào đấy rồi nó phát hiện cả khu vực thì là cả cái tiểu đoàn là mất hết. Cho nên là đồng chí ôm chầm lấy quả đạn. Mà các đồng chí biết rồi là chắc ô để nó phòng đâu là con chết là hủy hoại đấy. Cho nên đồng chí ôm chầm lấy quả đạn, thà hy sinh cái thân mình để mà cứu cả quả đạn, cứu cả tiểu đoàn, giúp trách khu vực 200 mấy thôn. Nhưng mất mát, khó khăn từ sự đánh phá của kẻ thù càng làm các chiến sĩ tiểu đoàn 67 quyết tâm hạ bằng được AC-130. Đơn vị vừa sửa chữa, vừa khắc phục khí tài, vừa khẩn trương nghiên cứu cách đánh máy bay. Để đánh được một đối tượng lạ, hoạt động về đêm với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị điện tử tân tiến, thiết bị gây nhiễu và có cả máy bay mang tên lửa Strike chống radar hộ tống không phải là điều đơn giản. Cần có sự quan sát, phân tích đánh giá kỹ càng ở hiện trường, kết hợp với sự hỗ trợ từ nhiều phía. Đánh như thế nào, phương pháp đánh ra sao thì cái đó phải nghiên cứu, phải tổng hợp, mà kể cả cái ban huấn luyện và cái của quân chủng phải cung cấp, và chúng tôi nghiên cứu cụ thể. Các nhà khoa học nghiên cứu, rồi các người lớp đàn anh đi trước cũng đang nghiên cứu, rồi dần dần chỉ lại cho chúng tôi. Chúng tôi nghiên cứu thực tế để áp dụng vào mới đánh được chi C-30 này. Địa hình và điều kiện chỉ cho phép triển khai ở trận địa máy húc 2 bệ đạn thay vì 6 bệ như trận địa tiêu chuẩn của S-75 Devina. Tiểu đoàn đã đánh 2 trận ngày 27 tháng 2 và 24 tháng 3 nhưng không hiệu quả. Nguyên nhân do sợ bị tên lửa Strike tập kích nên chọn phương án bắn đuổi, sử dụng ngòi nổ vô tuyến. Sau khi rút kinh nghiệm sâu sắc và thống nhất quyết tâm, tiểu đoàn đã tổ chức trận đánh thứ 3 theo phương pháp bắn đón. Đồng chí tiểu đoàn phó Nguyễn Lành được giao chỉ huy trận đánh đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29 tháng 3 năm 1972. Trung đoàn trưởng gọi điện bảo là anh Lành nhớ cố gắng nhặt đuôi chưa? Chỉ nói là nói tiếng lóng thôi. Chứ không có nói là rõ là AC-30 này để đuôi cá đuôi tôm thì mấy nghe đuôi chưa, đồng chí trong đường chỉ nhắc câu thôi. 2:10 sáng ngày 29 tháng 10 năm 1972, đài radar phát hiện AC-130. Trắc thủ số 2 qua đường dây thông tin đọc phần từ của mục tiêu cho nhân viên tiêu đồ đánh dấu đường bay lên bảng tiêu đồ hỏa lực 5 năm. Đài 2 đã sẵn sàng 3 rãnh 2 bệ 2 đạn. Tôi lúc bây giờ mà ngồi vào cái chỉ huy mà nhìn thấy tín hiệu thì trong người nó cứ gai gai thế nào mà nó cảm xúc nó khác lắm, vì mà tập trung nhiều quá vào đó rồi. Khi mục tiêu vào đến cự ly 20 km, đài 2 nâng cao thế, chuẩn bị liên tục 2 đạn vào đồng bộ. Mục tiêu vào cự ly 16 km, mở công tắc anten, phát hiện tín hiệu trong nhiễu của AC-130. Cự ly 14 km, phương vị 192 độ, độ cao 3 km. Tiểu đoàn phó Nguyễn Lành ra lệnh phóng 2 quả theo phương pháp ca, ngòi nổ vô tuyến, cự ly phóng 13 km, giãn cách 2 giây. Đạn gặp mục tiêu ở cự ly 11 km, phương vị 193 độ, độ cao 3 km. Máy bay bốc cháy tại chỗ lúc 3 giờ sáng, rời cách trận địa 6 km. Anh em phấn khởi lắm. Nói chung tên lửa đánh nhau, một trận đánh của nó xảy ra khoảng là không quá 2 phút. Nhưng chuẩn bị nó kéo dài đó, ngồi trực để canh nó đảm bảo được là còn 3 tiếng đồng hồ, rất căng thẳng. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên lúc bây giờ tư lệnh đoàn 59 là đi thưởng nóng luôn. Và tiểu đoàn là cho xe đi nhận xe lương khô ở bên trạm. Còn về nước thì mới nhận được con bò cho bộ đội liên quan. Chiếc máy bay AC-130 bị hạ hôm đó mang số hiệu 55-0044. Thế nhưng không quân Mỹ vẫn ngoan cố điều động AC-130 đánh phá Trường Sơn. Đêm hôm sau, ngày 30 tháng 3 năm 1972, phi đoàn đặc biệt số 16 lại có thêm một bóng ma gãy cánh. Đó là chiếc AC-130E, số hiệu 696571. Tuy lần này các thành viên tổ bay đều được giải cứu, nhưng hai vụ việc nghiêm trọng này đã buộc Mỹ phải điều chỉnh lại kế hoạch đánh phá. Hai vụ bắn rơi máy bay AC-130A vào ngày 24 tháng 5 năm 1969 và ngày 21 tháng 4 năm 1970, tuy cùng chung kết quả, nhưng ảnh hưởng lại có sự khác biệt lớn. Hai chiếc rơi năm 1969 và 1970 là khi ta còn mù mờ về bản chất và thủ đoạn sử dụng AC-130. Kết quả được xem như bắn rơi các máy bay thông thường khác. Về phía không quân Mỹ, chúng vẫn ngoan cố tăng cường lực lượng AC-130 và tiếp tục thu được thành công. Với hai chiến thắng liên tiếp của đêm ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1972, là kết quả sau khi ta đã có được sự nghiên cứu, phân tích và xác định chính xác về AC-130. Vì vậy có được thành công liên tiếp. Phía bên kia, trước khi máy bay rơi, không quân Mỹ đã thấy rõ sự kém hiệu quả của các bóng ma trong mổ săn cuối cùng. Các chỉ huy Mỹ buộc phải hiểu rằng
vũ khí chủ lực để săn lùng và tiêu diệt ô tô vận tải trên đường Trường Sơn đã bị đối phương bắt bài. Từ tháng 4 năm 1972, AC-130 chính thức được lệnh rút lui hoàn toàn khỏi vùng lõi của tuyến chi viện chiến lược và chỉ dám hoạt động cầm chừng ở Nam Lào, Campuchia và một số vùng gần ngã ba biên giới trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù vậy, số lượng bóng ma bị hạ vẫn chưa dừng lại. Ngày 18 tháng 6 năm 1972, chiếc AC-130A số hiệu 550043 bị một khẩu đội tên lửa phòng không Hawkeye A-72 thuộc đại đội 2 trung đoàn phòng không 241 bắn rơi khi đang lén lút hoạt động ở Tây Thừa Thiên Huế. Toàn bộ tổ lái 13 người thiệt mạng. Đêm ngày 21 tháng 12 năm 1972, chiếc AC-130A số hiệu 560490 bị pháo phòng không 37 ly của trung đoàn cao xạ 593 sư đoàn 471 bắn hạ khi đang lảng vảng ở thị trấn Pak Xế thuộc tỉnh Champasak, Tây Nam Lào. Đây cũng chính là máy bay AC-130 cuối cùng bị bắn rơi trên chiến trường Đông Dương. Vì sau năm 1973, lực lượng này đã chính thức ngừng hoạt động và rút về Mỹ. Số liệu tổng kết chiến dịch ngăn chặn Commando 27 của Mỹ cho thấy sự thất bại của thủ đoạn sử dụng AC-130. Với 18 máy bay, gấp rưỡi mùa đánh phá trước, có nhiều nâng cấp mới nhưng chỉ thực hiện được 1.366 phi vụ, ít hơn năm trước 71 phi vụ. Số lượt xe bị gây thiệt hại là 7.335 lượt, bằng 57% mùa trước. Hiệu suất gây thiệt hại từ 8,86 xe mỗi phi vụ giảm xuống còn 5,36 xe một phi vụ. Tuy nhiên, thành tích thực tế chắc chắn còn kém xa con số này vì Mỹ thống kê kết quả từ cả những mục tiêu giả được ta tạo ra để nghi binh. Chỉ trong 3 tháng, tức tới cuối tháng 2 năm 1972, binh chủng vận tải Trường Sơn đã hoàn thành 100% chỉ